Một sao nam bị cảnh sát bắt giữ khẩn, còng tay áp giải sau khi nhận 3 giải Grammy. Lễ trao giải danh giá Grammy 2024 đã chính thức diễn ra và khép lại ở Los Angeles vào sáng ngày 5 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Một trong những khoảnh khắc gây sốc tại sự kiện này là vụ việc rapper Killer Mike đã bị cảnh sát bắt giữ, còng tay và áp giải ngay sau khi vừa nhận 3 giải thưởng Grammy. Theo thông tin, Killer Mike đã bị bắt giữ trong lúc đang ăn mừng chiến thắng ở hậu trường. Khi bị đưa đi khỏi khu vực lễ trao giải, Killer Mike phối hợp với cảnh sát không có bất kỳ hành động chống đối nào. Theo sát nam rapper, còn có một số người thuộc ban tổ chức sự kiện. Sau đó, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết nguyên nhân dẫn đến Killer Mike bị bắt là vì nam rapper này đã xô sát với một nhân viên an ninh tại sự kiện, gây ra sự hỗn loạn nơi diễn ra lễ trao giải. Killer Mike bị tạm giữ trong một phòng an ninh ở gần địa điểm tổ chức sự kiện. Chiều ngày 5 tháng 2 theo giờ Việt Nam, luật sư của Killer Mike xác nhận nam rapper đã được trả tự do. Anh ấy đã được ra ngoài và sẽ ăn mừng chiến thắng của mình vào tối nay.